Xin chào anh em, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để tạo người tuyết ở phiên bản cao nguyên băng giá mới nhất trong Miliwar. Thì đầu tiên anh em cần chuẩn bị cho mình là một cái tinh chất băng linh, một cái cây bụi khô, quả thông này, cành gỗ nhỏ, găng tay và một cái lá. Rồi thì đầu tiên anh em mình sẽ cần phải lặn hai cục tuyết như thế này. Đấy, hai cục tuyết như thế này đập vào nhau. Đấy, chúng ta sẽ có một tạo hình của con người tuyết trống trơn chưa có gì. Tiếp đến là mình sẽ gắn quả thông vào để làm mắt của nó. Đấy. Rồi, cành cây nhỏ để làm mũi và hai cái cây bụi khô này để làm hai cánh tay. Tiếp đến chúng ta sẽ trang trí ở phần đầu cho nó là một cái lá. Và cuối cùng chúng ta sẽ đắp cái tinh thể lên bụng nó. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một con người tuyết khá là đơn giản. Đấy, sau một thời gian thì cái đá ở bụng nó từ màu xanh chuyển sang màu đỏ là nó sắp hết tác dụng rồi đấy. Sau khi mà hết tác dụng thì nó sẽ chết và đồ của nó sẽ hoàn tác lại 100% cho chúng ta. Là những gì chúng ta đã làm vào nó ấy, thì nó sẽ rơi hết ra này. Đấy, cái mũi này, hai cái mắt này, hai cánh tay và một cái trang trí trên đầu. Đấy, màu đỏ là nó sắp đi rồi ấy. Rồi anh em mình cũng đợi một thời gian xem nó đi như nào nhé. A few moments later. Đấy, anh em nhìn thấy không? Và đồ của mình tạo ra nó thì nó cũng đã trả hết 100% lại cho mình. Đấy. Rồi, video của mình đến đây kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.